Thật sự thì thời gian vừa qua thì tôi cũng không có nhiều thời gian để xem kỹ chương trình, và tôi cũng không có xem, thật sự là thì không có xem tập nào của chương trình như thế cả, và cũng mong là chúc cho chương trình sẽ diễn ra thật sự thành công, thật sự tốt đẹp. Thêm một số thông tin thì cuộc thi Miss International Queen Việt Nam thì đã tổ chức trong năm nay luôn, thì không biết là cái sự kiện này có khiến luôn bị kiện mất cơ hội chinh chiến quốc tế vào năm sau không ạ? Dạ, em nghĩ là cái câu này thì em sẽ trả lời tốt nhất ở một cái sự kiện khác. Mỹ Kỳ theo dõi thì có biết Lê Bảo hay là Thanh Tâm trong cuộc thi này không? Dạ, Mỹ Kỳ thì đối với hai chị Lê Bóng và Thanh Tâm thì Mỹ Kỳ chỉ có cơ hội lướt xem một hai clip trên TikTok, và trong cuộc thi này thì Mỹ Kỳ hoàn toàn không có xem một phân đoạn nào trong cuộc thi này cả. Dạ. Thì trên TikTok thì cảm thấy như thế nào? Trên TikTok thì em chỉ xem một số clip mấy bạn nhảy đồ qua lại, kiểu là nhảy biểu diễn thôi, chứ em cũng không có xem sâu về những cái gì mấy bạn thể hiện ở trong chương trình. Hiện tại thì mình đã chuẩn bị những cái gì, chuẩn bị như thế nào cho cái cuộc thi sắp tới không? Em nghĩ rằng là sự chuẩn bị của em nó đã rất là nhiều rồi. Em cũng đã chuẩn bị cách đây khoảng rất là nhiều năm về trước rồi, chứ không phải là tới bây giờ mới chuẩn bị. Và em chỉ mong rằng là mỗi ngày thì em sẽ cố gắng hoàn thiện mình nhất, những cái điều gì mà mình không tốt thì mình sẽ hoàn thiện cho nó tốt hơn. Mickey rất là giỏi, Mickey là fan sắc đẹp, thì Mickey đánh giá như thế nào về những cái chiến thắng Kim Duyên vừa rồi? Dạ, em cảm thấy rằng là đó là một cái nỗ lực rất là tốt của chị Kim Duyên, bởi vì là trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài thì cuối cùng chị cũng đem về được một phần chiếc vương miện cho miền Tây quê Cần Thơ. Dạ. Chị nói là chị không biết tóc tốt, thì dạo gần đây thấy có một cặp đôi rất là hot trên TikTok luôn, đó là Văn Linh và Thùy Tiên á, cho biết là thầy có biết thông tin. Dạ, thật sự thì cái thông tin này em biết nha, là bởi vì là em là fan của Lôi Con và fan của chị Thùy Tiên và fan của anh Văn Linh, và hy vọng rằng là hai anh chị là dù có sóng gió như thế nào, nói chung là cũng không biết ở trong như thế nào, nhưng mà cũng mong rằng là hai anh chị nếu mà có được một cái khoảng thời gian nào đó thì hy vọng hai anh chị sẽ tìm hiểu nhau, và em vẫn mong một cái happy wedding đó của hai anh chị, mà cũng mong vậy thôi. Nói chung là cũng mong, mình là fan mà. Em nghĩ rằng là cái cặp đôi mà Quang Linh với chị thì Tiên thì hầu như là không chỉ là em đâu, mà những cô chú mà già trẻ bé lớn thì ai cũng mê hết. Em ấn tượng ở Quang Linh điểm nào? Anh Linh thì em nghĩ là sự chân thành. Còn thầy Tiên thì sao? Còn chị Tiên thì nỗ lực. Dạ. Còn Lôi Con? Lôi con thì cười dễ thương. Dạ. Là em có theo dõi thường xuyên các live stream của anh chị không? Em theo dõi thì em có theo dõi thì em có coi live stream của chị Thùy Tiên là nhiều. Còn live stream của anh Quang Linh hình như là em chỉ xem có một lần. Dạ. Thì là một fan sắc đẹp thì em nghĩ như thế nào? Khá là nhiều fan sắc đẹp cùng biết ra. Em nghĩ cái điều đó nó tốt hơn. Em nghĩ thì cái vấn đề nào thì cũng sẽ có hai mặt của nó, nhưng mà quan trọng rằng là nếu như mình biết cân bằng tất cả mọi thứ và mình tổ chức thật là tốt, và sẽ có nhiều cái thì khi mà người ta nhìn vào thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Dạ, cảm ơn tất cả anh em. Nói chung là đối với bản thân thời điểm hiện tại thì em sẽ sống cho hiện tại và sống cho tương lai, em sẽ không bao giờ nhìn quá khứ, bởi vì nếu bây giờ em cứ đứng ở đây em cứ nhìn về quá khứ thì chắc chắn không bao giờ sống được.
em phải đi tiếp cái con đường em chọn. Em đi vì cha mẹ của em, em đi vì cá nhân em, em đi vì tất cả những cái sự đam mê của em đối với nghề. Thật sự rất là đam mê, có nghĩa là em luôn đặt cho mình những cái mục tiêu đam mê đó nhất định. Còn về cái vấn đề mà khi mà mọi người thật sự đã trải qua cái chuyện đó thì mọi người đã có quá nhiều cái nhìn tiêu cực về em, thì chắc chắn rằng là bây giờ em có làm thật là gì tốt gì đi chăng nữa thì mọi người cũng nhìn vào đó, mọi người sẽ tìm mọi cách để có thể làm. Có nghĩa là mọi người sẽ tìm mọi cách nói ra nói vô về tất cả những cái sự cố gắng của em, nhưng mà không sao, em nghĩ rằng là cho dù bây giờ chỉ còn duy nhất một người yêu thích em cũng sẽ sống vì một người đó và em sẽ đi tiếp vì một người đó. Em yêu thương nhất đó chính là những người thật tình đến với em, yêu thương em tới tận này. Em rất là cảm ơn thật tình. Và em thật sự xin lỗi, nhất là em không xin lỗi những người đã từng ghét em, mà em sẽ xin lỗi đối với những người mà đã từng yêu mến em, mà vì cái câu chuyện em không tốt, em sai hoàn toàn mà một người đã quay lưng với em, cái này em rất là xin lỗi. Thật sự xin lỗi chân thành. Cảm ơn tất cả các anh chị nhiều. Chúc anh chị nhiều sức khỏe.